Theo như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, cứ 3 người trưởng thành sẽ có một người mắc phải bệnh tăng huyết áp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong hoặc tàn phế trong số các bệnh lý về tim mạch. Khi điều trị và phòng ngừa biến chứng cao huyết áp, việc điều tiết chế độ ăn uống đóng vai trò rất là quan trọng. Cùng với thuốc, bạn có thể hạ chỉ số đo huyết áp của mình về lại phạm vi lý tưởng, cũng như là duy trì nó ở mức độ khỏe mạnh bằng chế độ ăn uống lành mạnh và đầy đủ dinh dưỡng. Tuy nhiên, để có một bữa ăn hoàn hảo cho người huyết áp cao thì cần tránh những thực phẩm sau đây. 7 thực phẩm đại kỵ với người bị cao huyết áp nên kiêng để tránh nguy cơ tai biến mạch máu não. 1. Muối. Muối đứng đầu danh sách thực phẩm khi được hỏi người bệnh cao huyết áp không nên ăn gì bởi tác động tiêu cực của nó đến bệnh tăng huyết áp cũng như bệnh tim. Những người bị tăng huyết áp chỉ nên dùng tối đa 1.500mg muối mỗi ngày. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ tuyên bố rằng khoảng 75% lượng muối mọi người thường dùng là từ thực phẩm đóng gói. Một số thực phẩm chế biến sẵn chứa rất nhiều muối, bao gồm như thịt nguội, bánh pizza đông lạnh, nước ép rau củ, súp đóng hộp, sản phẩm cà chua đóng hộp hoặc đóng chai. 2. Thịt nguội. Thịt nguội được chế biến sẵn là nguồn cung cấp natri dồi dào. Những loại thịt này thường được xử lý, ướp gia vị và bảo quản bằng muối. Một khẩu phần khoảng 60g của một số loại thịt nguội này có thể chứa từ 500mg natri trở lên. Ăn bánh mì, phô mai, gia vị và dưa chua, bữa trưa đơn giản của bạn có thể nhanh chóng trở thành một cái bẫy muối ngon lành. 3. Bánh pizza đông lạnh. Pizza cũng xếp thứ hạng cao trong danh sách người bệnh cao huyết áp không nên ăn gì. Tất cả các loại pizza đều là một lựa chọn tồi cho những người đang theo dõi nồng độ natri trong cơ thể. Sự kết hợp giữa phô mai, thịt ướp muối, sốt cà chua và lớp vỏ làm tăng thêm rất nhiều muối. Đặc biệt, pizza đông lạnh lại càng nguy hiểm với những người bị tăng huyết áp. Để duy trì hương vị trong pizza khi nó được nấu chín, các nhà sản xuất thường thêm rất nhiều muối. Một khẩu phần phô mai đông lạnh hoặc pizza thịt và phô mai có thể chứa hơn 700mg natri, đôi khi còn có thể nhiều hơn. Lớp vỏ càng ngày càng dày, tương đối với việc bạn có nhiều lớp phủ phô mai, hàm lượng natri theo đó cũng càng tăng theo. 4. Sơ muối. Bất kỳ thực phẩm nào được bảo quản cũng cần đến muối. Điều này là do muối có khả năng ngăn chặn sự phân rã của thực phẩm. Rau củ càng để lâu trong hộp và bảo quản bằng chất lỏng, chúng càng được thu về nhiều muối. Một miếng sơ muối có thể chứa tới 390mg natri. 5. Sản phẩm cà chua đóng hộp hoặc đóng chai. Đối với những người bị cao huyết áp, các sản phẩm cà chua đóng hộp không phải là sự lựa chọn tốt. Hầu hết các loại nước sốt cà chua đóng hộp, nước sốt mì ống và nước ép cà chua đều có nhiều natri. Một cốc nước ép cà chua có thể chứa hơn 600mg muối. 6. Đường. Khá nhiều người bất ngờ khi biết đường cũng nằm trong danh sách người bệnh cao huyết áp không nên ăn. Bạn có thể đã biết rằng lượng đường quá mức có liên quan đến béo phì. Tuy nhiên, bạn có biết rằng nạp lượng đường lớn cũng góp phần tăng huyết áp. Đường là một trong các yếu tố chủ chốt làm tăng tình trạng béo phì ở mọi lứa tuổi. Huyết áp cao phổ biến hơn ở những người thừa cân hoặc béo phì. Hiện tại, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị phụ nữ nên hạn chế lượng đường bổ sung ở mức 6 muỗng cà phê mỗi ngày. Với đàn ông, 9 muỗng cà phê là đủ cho một ngày. Tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa làm tăng lipoprotein tỷ trọng thấp, mức LDL cao có thể khiến cho tình trạng tăng huyết áp trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng sẽ dẫn đến sự phát triển của bệnh tim mạch vành. 7. Thức uống chứa cồn. Một lượng nhỏ rượu vừa phải có thể có lợi cho sức khỏe của bạn, nhưng uống quá nhiều rượu sẽ gây phản tác dụng. Bên cạnh việc tăng huyết áp, uống rượu quá nhiều cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về ung thư, ngay cả đối với những người chỉ thỉnh thoảng uống. Mặt khác, rượu cũng có thể ngăn ngừa bất kỳ loại thuốc điều trị tăng huyết áp nào làm việc hiệu quả. Ngoài ra, rượu với hàm lượng calo cao phải được chuyển hóa ở gan và có thể dẫn đến tăng cân.